Xin chào các bạn. Để tiếp tục chủ đề video về bệnh học nội khoa, trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề viêm tụy cấp. Đây là một chủ đề tương đối dài cho nên mình sẽ tách ra thành hai video. Video thứ nhất mình sẽ thảo luận về sinh lý bệnh, phân tích nguyên nhân, triệu chứng và cận lâm sàng. Trong video thứ hai mình sẽ cùng nhau thảo luận về chẩn đoán, phân mức độ nặng và điều trị. Quay trở lại nội dung của video thứ nhất, xét về phần đại cương về tổng quan, viêm tụy cấp là quá trình viêm cấp tính của tụy có ảnh hưởng nhiều mức độ khác nhau đến mô xung quanh và hệ thống tạng ở xa, thường gặp ở khoa cấp cứu với bệnh cảnh của đau bụng cấp. Tỷ lệ 10-15% viêm tụy cấp nặng có thể diễn tiến tử vong. Như vậy thì vấn đề đặt ra là phải chẩn đoán sớm và đánh giá đúng mức độ để xử trí thích hợp, giúp làm giảm nguy cơ tử vong. Về sinh lý bệnh của viêm tụy cấp thì chúng ta quan sát cái cấu trúc giải phẫu về mối tương quan giữa tụy và các cơ quan lân cận. Đây là vùng dạ dày đổ xuống đoạn đầu của ruột non hay chính là tá tràng. Vùng tá tràng có cái lỗ đổ từ ống tụy và ống mật, ống tụy bên trong tuyến tụy nè, và ống mật sẽ đưa dịch mật, mật là từ gan sản xuất, đưa vào túi mật để dự trữ, sau đó đổ xuống ống mật. Dịch mật và dịch tụy đổ vào trong tá tràng để giúp hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Tụy là một cơ quan rất là đặc biệt bởi vì nó vừa có chức năng nội tiết vừa có chức năng ngoại tiết. Đây là mối tương quan được phóng to lên. Chúng ta sẽ thấy được ống mật nó hội lưu với ống tụy và đổ vào trong phần tá tràng. Về chức năng nội tiết của tuyến tụy thì nó tiết ra những cái men, như là những cái hormone là insulin, glucagon giúp điều hòa đường huyết trong cơ thể. Còn chức năng ngoại tiết của tuyến tụy là tiết ra men tiêu hóa. Các men tiêu hóa như là amylase, lipase và protease. Như vậy thì mình biết là các cấu trúc trong cơ thể của mình á, thành phần cấu tạo của nó chủ yếu là protein, lipid. Trong trường hợp men tụy lại giúp hỗ trợ tiêu hóa protein, lipid là thành phần có trong thức ăn. Như vậy thì vấn đề đặt ra là nếu vì một lý do nào đó mà men tụy được hoạt hóa bên trong tuyến tụy, nó sẽ xảy ra hậu quả như thế nào? Thì ở đây mình thấy là nếu men tụy được hoạt hóa bên trong tuyến tụy thì protease sẽ tiêu hóa chính tế bào của tuyến tụy hay là phá hủy tế bào và phần mạch máu, làm giải phóng men tụy ra các mô xung quanh. Giải phóng men tụy trong đó có amylase đi vào trong máu, và phần lipase là hormone giúp tiêu giải mỡ hay là gây ra hoại tử mỡ, do nó tác động lên mô mỡ làm tiêu giải lipid thành axit béo và glycerol. Đó là phần liên quan đến tác động sinh lý bệnh của phần viêm tụy cấp. Về phân nhóm nguyên nhân thì chúng ta chia ra 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là do tắc nghẽn ống tụy, nhóm thứ hai là tổn thương các tế bào nang tụy, và nhóm thứ ba là khiếm khuyết vận chuyển nội bào. Do tắc nghẽn ống tụy thì có thể do hai nguyên nhân chính là do sỏi kẹt ở bóng vate hoặc là do bệnh nhân nghiện rượu làm phù nề cái khoang kẽ và gây ra giảm tưới máu hay là thiếu máu cục bộ. Nhóm nguyên nhân thứ hai là tổn thương tế bào nang tụy, có thể do rượu, do chấn thương hoặc là do trường hợp thiếu máu cục bộ này gây tổn thương tế bào nang tụy, do thuốc hoặc là do tác nhân virus làm giải phóng tiền enzyme hay là các cái proenzyme và hydrolyze nội bào, làm hoạt hóa nội bào bên trong tế bào các cái men tụy, hoạt hóa men tụy bên trong tế bào hoặc là cả bên ngoài tế bào. Nhóm nguyên nhân thứ ba là do khiếm khuyết vận chuyển nội bào, có thể do rượu, do tắc nghẽn hoặc là do các cái tổn thương chuyển hóa đưa proenzyme này vào bên trong lysosome, mà bản thân lysosome là một cái túi chứa rất nhiều men, nó làm hoạt hóa enzyme tụy bên trong tế bào. Nói tóm lại về cơ chế nguyên nhân, dù là nguyên nhân nào thì nó cũng sẽ dẫn đến hệ lụy là tổn thương các tế bào nang tụy và làm hoạt hóa enzyme bên trong tụy, gây ra các cái tổn thương là viêm và phù nề mô kẽ. Cái thứ hai là dưới tác động của men tụy là protease sẽ làm ly giải các protein. Thứ ba là dưới tác động của men lipase và phospholipase có thể gây hoại tử mỡ hay là làm ly giải lipid tạo ra axit béo tự do và glycerol. Cái thứ tư là dưới tác động của elastase gây ra tình trạng xuất huyết. Và đây là những cái tổn thương gây ra viêm tụy cấp. Đó là về phần sinh lý bệnh phân theo nhóm nguyên nhân. Bây giờ chúng ta đi vào những cái nguyên nhân cụ thể. Đối với nhóm nguyên nhân tắc nghẽn, tắc nghẽn thì có thể nghĩ đến 3 nguyên nhân chính, đó là do sỏi mật chiếm tỷ lệ lên đến 40%, xảy ra khi sỏi nhỏ hơn 5mm nó kẹt ở bóng vate này. Cái thứ hai là sỏi bùn hoặc là vi sỏi gây viêm tụy cấp tái phát không rõ nguyên nhân. Cái thứ ba là khối u, ví dụ như là ung thư tụy có thể gây ra viêm tụy cấp. Lưu ý tìm nguyên nhân ung thư trên những cái bệnh nhân lớn tuổi. Nhóm nguyên nhân thứ hai là rượu, độc chất và thuốc. Rượu là nguyên nhân gây viêm tụy cấp chiếm tỷ lệ lên đến 30%. Độc chất như là methanol, phosphor hữu cơ. Nhóm nguyên nhân thứ ba là nhóm nguyên nhân chuyển hóa.
Chuyển hóa thì mình lưu ý hai vấn đề, đó là tăng triglyceride và thứ hai là tăng canxi máu. Tăng triglyceride lớn hơn 1000 mg trên deci hay là 11 mmol trên lít, và trong trường hợp viêm tụy cấp do tăng triglyceride, amylase tụy có thể không tăng hoặc là tăng không nhiều. Vấn đề tăng canxi máu. Tăng canxi máu được lý giải là do lắng động canxi trong tụy làm hoạt hóa trypsinogen trong mô tụy. Bản thân trypsinogen là một enzyme bị bất hoạt. Khi mà trypsinogen được hoạt hóa thành trypsin, thì chính trypsin nó sẽ đi hoạt hóa amylase, lipase hay là những cái men khác của tụy và gây ra viêm tụy cấp. Nhóm nguyên nhân nhiễm trùng có thể do tác nhân virus, vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng, và các nguyên nhân khác như là chấn thương sau ERCP, hậu phẫu vùng bụng v.v. có rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà ở đây mình lưu ý đến ba vấn đề, ba cái nguyên nhân thường gặp nhất trong viêm tụy cấp, đó là sỏi mật, rượu và tăng triglyceride. Về phần thứ hai là liên quan đến triệu chứng của viêm tụy cấp, thì chúng ta sẽ đi tuần tự theo các bước tiếp cận. Đầu tiên là quan tâm đến phần tiền sử trên bệnh nhân. Về phần tiền sử là có các đợt viêm tụy cấp hay không, có tiền căn sỏi mật hay là có nghiện rượu hay không. Đó là ba vấn đề mình cần quan tâm đối với tiếp cận một ca viêm tụy cấp. Cái thứ hai là triệu chứng cơ năng, thì mình quan tâm đến hai nhóm triệu chứng quan trọng, đó là đau bụng và nôn ói. Về đau bụng thì đặc điểm của đau bụng là đột ngột dữ dội, đau bụng ở vùng thượng vị hoặc là vùng quanh rốn, lan ra sau lưng, đạt đỉnh sau ăn 30 phút và thường khởi phát sau một bữa ăn thịnh soạn hoặc là sau khi uống rượu. Về nôn ói, đây là nôn ói nhiều và sau nôn không giảm đau. Đó là phần triệu chứng cơ năng. Tiếp theo là triệu chứng thực thể. Triệu chứng thực thể trên bệnh nhân thì cái phần triệu chứng thực thể là nó không có đặc hiệu. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng có thể liệt kê một số cái dấu hiệu để có thể tìm kiếm trên bệnh nhân. Cái vùng đau là trên rốn hoặc vùng đau bụng có thể sờ vào, bệnh nhân đau là đau trên rốn, hơi lệch sang bên trái, ấn đau sườn lưng bên trái hay là cái dấu hiệu myoruption dương tính. Đây là cái góc sườn lưng bên trái nè. Bụng có thể chướng nhẹ hoặc là bụng mềm, nhu động ruột có thể giảm hoặc là mất. Có thể xuất hiện tràn dịch màng phổi bên trái hoặc là cả hai bên. Kuhlenside là vết bầm máu quanh rốn nè, còn Gray Turner là vết bầm máu ở vùng hông lưng. Đó là những cái dấu hiệu triệu chứng thực thể trên bệnh nhân viêm tụy cấp có thể được tìm thấy. Phần tiếp theo đó là cận lâm sàng. Sau khi đã khám xong rồi thì mình sẽ đề nghị cận lâm sàng. Cận lâm sàng ở đây mình liệt kê một số cái cận lâm sàng quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Đầu tiên phải để ý đó là men tụy. Men tụy thì có hai cái cần quan tâm, đó là amylase máu và lipase. Amylase máu bình thường là nhỏ hơn 123. Nó tăng trong vòng 3 đến 6 giờ, đạt đỉnh 24 giờ sau khởi phát và trở về bình thường sau 2 đến 3 ngày. Mình lưu ý các cái mốc của amylase tăng gấp 3 lần thì gợi ý mang giá trị chẩn đoán. Còn đối với lipase máu á, thì bình thường lipase nhỏ hơn 190, tăng sớm hơn song song và kéo dài hơn amylase, cho nên lipase sẽ được dùng trong chẩn đoán viêm tụy đã qua cơn cấp sau 7 đến 10 ngày. Tăng gấp 3 lần, từ 3 lần trở lên thì gợi ý giá trị chẩn đoán. Nó nhạy như amylase nhưng mà đặc hiệu hơn amylase, tức là có rất là nhiều nguyên nhân, cũng nguyên nhân bệnh lý khác gây ra tình trạng tăng amylase. Về một số điểm lưu ý từ đây á, là amylase máu tăng lớn hơn 2000, gợi ý nguyên nhân của viêm tụy cấp là do sỏi, và trong viêm tụy cấp do rượu, amylase máu có thể bình thường. Cho nên nếu nghi ngờ viêm tụy cấp do rượu thì mình sẽ đề nghị xét nghiệm là lipase. Còn trong viêm tụy cấp do tăng triglyceride, lipase máu có thể bình thường. Nên nếu nghi ngờ viêm tụy cấp do tăng triglyceride, đề nghị xét nghiệm sẽ là chụp CT scan, bởi vì cả amylase và lipase máu có thể không tăng. Một vấn đề lưu ý thứ hai là viêm tụy cấp mà amylase không tăng có thể gặp trong các trường hợp như là đợt cấp trên nền viêm tụy mạn, viêm tụy cấp do rượu, bệnh nhân đến muộn, đến quá cái mốc thời gian tăng của amylase, hoặc là thấp giả do tăng triglyceride, triglyceride quá cao. Rồi nhóm xét nghiệm thứ hai là liên quan đến xét nghiệm tìm nguyên nhân. Nếu nghĩ đến nguyên nhân liên quan đến sỏi, mình sẽ đề nghị các cái xét nghiệm liên quan đến đường mật như là men gan nè, AST, ALT có thể tăng thoáng qua, bilirubin toàn phần, bilirubin trực tiếp, và tăng chủ yếu là bilirubin trực tiếp. Xét nghiệm các thông số liên quan đến đường mật như là ALB nó cũng có thể tăng. Vấn đề thứ ba là các xét nghiệm liên quan đến nguyên nhân chuyển hóa, như là mình nghĩ viêm tụy cấp do tăng triglyceride thì chúng ta đề nghị các xét nghiệm này. Có thể là canxi máu, triglyceride. Nếu mà triglyceride trên 1000 mg trên deci hay là 11 mmol trên lít, đây là nguyên nhân gây viêm tụy cấp.
Còn nếu triglycerides trong khoảng từ 500 đến 1000 mg trên deci, đây có thể là nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Thứ tư là đề nghị làm xét nghiệm đường huyết. Thứ năm là tổng phân tích tế bào máu. Chú ý đến chỉ số HCT. Nếu HCT trên 44%, đây là yếu tố tiên lượng nặng trong viêm tụy cấp. Thứ hai là quan tâm đến chỉ số bạch cầu trong cái phản ứng viêm nhiễm trùng. Thứ sáu là CRP tăng. Nếu mà CRP tăng trong khoảng thời gian từ 24 đến 48 giờ đầu, đây là cái yếu tố tiên lượng nặng. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu trong phần phân độ nặng của viêm tụy cấp. Cái thứ bảy là liên quan đến một số cận lâm sàng hình ảnh học như là siêu âm bụng. Lưu ý là siêu âm bụng nó sẽ khó khảo sát khi mà bụng bị chướng hơi. Siêu âm bụng sẽ khảo sát được hai vấn đề, một là tụy, hai là đường mật. Đối với tụy, có thể biểu hiện của phù nề, giảm âm, tăng kích thước, tụ dịch, hoại tử hoặc là xuất hiện nang giả tụy. Cận lâm sàng hình ảnh học thứ hai đó là X-quang, có thể xuất hiện hình ảnh của quai ruột canh gác. Cận lâm sàng thứ ba là CT scan, mục đích chỉ định là để chẩn đoán, phân độ nặng và xác định biến chứng. CT scan cản quang thường được chỉ định sau 72 giờ nhằm giúp xác định hoại tử tụy. Đó là phần đầu tiên của viêm tụy cấp, liên quan đến ba cái mục tiêu chính của video này là đề cập đến phần đại cương, sinh lý bệnh, phân tích nguyên nhân, phần triệu chứng và cận lâm sàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.